Cơn bão nhiệt đới có tên gọi Ampin, cơn bão số 7 tại Nhật Bản đang hướng về thủ đô Tokyo và các vùng lân cận gây ra mưa lớn và gió giật mạnh ở nhiều nơi. Các hãng hàng không đã phải hủy bỏ hơn 600 chuyến bay nội địa và quốc tế tại hai sân bay Haneda và Narita, trong khi rất nhiều tuyến tàu ra vào thủ đô Tokyo và các vùng lân cận phải dừng hoạt động. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban hành hàng loạt cảnh báo về khả năng gió giật mạnh, sóng cao, lở đất, lũ lụt, nước sông dâng cao, đồng thời kêu gọi người dân vùng Kanto thận trọng hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết, ở nơi an toàn và thường xuyên cập nhật tin tức về cơn bão.